Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã đến với Shop. Thì như mình đã đọc một số comment thì chúng ta sẽ có rất là nhiều yêu cầu review về sản phẩm Fika của anh Huy Quốc. Chính vì vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem Fika sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Để đầu tiên nói về sản phẩm này, chúng ta sẽ nói qua phần thiết kế hộp của sản phẩm này. Thì như các bạn thấy, sản phẩm này có một thiết kế vỏ hộp màu trắng này, khá là bắt mắt, rất đơn giản thôi. Và mình còn tiện thêm, xin thêm cả chữ ký của anh Huy Quốc ở đây nữa cơ. Nhưng mà có một điều thì khiến mình hơi cảm thấy hơi không thích về sản phẩm này, đó chính là làm một sản phẩm làm từ Việt Nam thì mình nghĩ chúng ta nên để thêm một số thông tin bằng tiếng Việt vào, thay vì để thông tin tiếng Việt vào thì mình thấy ở đây hầu hết là toàn bộ tiếng Anh, các cái slogan mọi thứ toàn tiếng Anh, thì nếu đây là một cái điều làm mình cảm thấy nó không hợp lý lắm, bởi vì nó là một sản phẩm của Việt Nam thì ít nhất chúng ta nên cho một chút chữ tiếng Việt vào, ví dụ như hướng dẫn này và cái gì đấy, thì đây có thể là góp ý. Nhưng mà anh xem được clip này thì mong lần sau anh chỉnh sửa. Tiếp theo về phần vỏ hộp của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một hộp bằng nhôm khá là chắc chắn, rất là chắc chắn hơn rất nhiều so với các sản phẩm mình đã từng review của Việt Nam. Và phần label của chúng ta cũng sẽ được làm với cái label đổi màu, nhìn cũng rất là bắt mắt và đẹp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ in rất đầy đủ thôi, từ cái thông tin, từ cái khối lượng của sản phẩm rất là đầy đủ. Đặc biệt về mùi hương của sản phẩm này thì đây là một cái điều mình không khoái lắm, bởi vì sản phẩm này có mùi hương như là kiểu mùi kẹo caramel ấy, mình không thích cái mùi này lắm. Nói không thích không phải, nhưng mà cái mùi của sản phẩm này nó bị hơi nặng quá so với mình. Không biết các bạn thế nào, nhưng mà khi mình ngửi thì cái mùi của sản phẩm này nó sẽ bị hơi nặng quá. Không biết trong quá trình trải nghiệm hay chúng ta vuốt lên tóc thì mùi sẽ bay đi không. Thì bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm thử sản phẩm này nhé. Và tất nhiên rồi, trước khi trải nghiệm bất kỳ sản phẩm nào thì tóc của mình đã được sấy cũng như là tạo kiểu xong xuôi hết rồi. Công việc cuối cùng của mình bây giờ sẽ chỉ là tạo kiểu cũng như là sử dụng sản phẩm sáp này thôi. Về chất sáp của sản phẩm này, chúng ta sẽ có chất sáp ở dạng pết, rất là mềm, rất là dễ để đánh tan, và chất sáp của chúng ta sẽ có màu trắng đục. Cái việc đánh tan của sản phẩm này cũng khá là dễ dàng, chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Thì như các bạn có thể thấy thì đây chính là Fika trên mái tóc của mình. Thì đối với mình, trong quá trình đánh tan sản phẩm này để mà vuốt lên tóc thì cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà đặc biệt trong cái quá trình apply sản phẩm lên mái tóc ấy thì mình sẽ gặp một chút khó khăn bởi vì cái độ rít sản phẩm đem lại. Mặc dù là một sản phẩm ở dạng pết, nhưng mà sản phẩm này lại có một độ rít khá là lớn. Đây là một điều là mình cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Tiếp đến thì như các bạn có thể thấy, mái tóc của chúng ta sẽ có một chút độ bóng sản phẩm này đem lại, thì sản phẩm này sẽ có độ bóng là ở mức khoảng 3/5. Tiếp đến thì về độ phồng cũng như là cái hiệu ứng tóc xếp chồng đối với sản phẩm này thì mình cũng sẽ để điểm. Về volume thì sản phẩm này mình sẽ để điểm 4/5. Ngoài ra thì về các cái kết cấu mà các cái hiệu ứng tóc xếp chồng, nhìn tóc của chúng ta trông khỏe hơn ý, thì sản phẩm này cũng có, nhưng mà nó sẽ không quá dồi dào. Đối với cá nhân mình thì mình sẽ để điểm 3.5/5. Và ngoài ra có một điều đặc biệt, không phải là cái này là do mình không, nhưng mà đối với mình thì mình sẽ không thích những sản phẩm nào có quá nhiều độ rít lắm. Có thể ví dụ kể đến như là Quicksand hoặc là những cái sản phẩm nó có quá nhiều độ rít mà nó khô như thế này thì mình lại không khoái lắm. Nó có thể hợp với những bạn nào tóc mỏng hoặc là tóc trung bình, nhưng mà đối với những bạn nào tóc dày như mình ý, nó sẽ tạo ra một cái độ rít mà nó hơi khó chịu một chút, nó sẽ có thể dẫn đến đứt tóc. Và đặc biệt mình là người hay vận động mạnh, cho nên là cái việc mình sử dụng những sản phẩm có độ kết dính, nó giữ phong tóc tốt hơn thì nó sẽ ổn hơn là đối với những sản phẩm như thế này. Nhưng mà nhìn chung thì đây sẽ là một sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho những ai có mái tóc mỏng này hoặc là trung bình, thì những cái sản phẩm như này sẽ giúp cho các bạn giữ phong tóc rất là tốt, và nó cực kỳ hợp đối với tóc của bạn. Nó sẽ không quá nặng để tóc bạn có thể sụp, và cũng sẽ không quá khó khăn để các bạn có thể tạo kiểu lại cho đội mũ bảo hiểm, các bạn có thể ẩn lại rất là dễ dàng thôi. Ngoài ra thì mình cũng có một cái điều mà mình muốn nói về sản phẩm này, đó chính là mùi hương của sản phẩm này. Đối với cá nhân mình thì mùi của sản phẩm này nó hơi bị ngọt quá, và lại có một điều ở đây, nó chính là cái mùi này nó lại lưu hương khá là lâu. Thì đây là cái điều làm mình cảm thấy hơi lấn cấn một chút khi mà sử dụng sản phẩm này thôi. Còn lại thì mọi thứ rất là ok. Sản phẩm này đem lại độ khô rất là tốt, đặc biệt là vào mùa hè, các bạn nào mà đầu tóc mà bị nhiều dầu ấy thì dùng sản phẩm này rất là ổn. Để mà nói thì nó sẽ tương khá là giống với cái con Quicksand ấy, Hanafuku Quicksand ấy. Nó chỉ có một điều là nó ít độ khô hơn, và tăng vào đấy nó sẽ bổ sung thêm một chút độ kết dính thôi. Thì ok, đối với cá nhân mình đây là một sản phẩm rất là đáng dùng, và giá thành của cái sản phẩm này ở cái hồi mà mình mua nó khoảng năm ngoái hay sao
thì nó cũng khá là mềm mại, nó không quá đắt mà cũng không quá rẻ, nó hình như là 350 hay sao ấy. Thì nếu mà bạn nào quan tâm đến các sản phẩm này thì có thể ghé qua các cái cơ sở bày bán để có thể mua cũng như là sở hữu cho mình và trải nghiệm những cái sản phẩm như thế này. Và cuối cùng, để đánh giá chung đối với sản phẩm này thì mình đánh giá đây là một sản phẩm khá là ổn. Và nếu mà nói đây là một sản phẩm Việt Nam thì mình đánh giá rất là cao, bởi vì đây, theo mình thấy, đây là một trong những sản phẩm đầu tiên mà sản xuất phù hợp, cực kỳ rất là phù hợp dành cho những bạn nào tóc mỏng. Bởi vì như các bạn cũng đã biết ý, thì cái thị trường sáp này cho những bạn tóc mỏng nó không quá dồi dào. Nó chủ yếu sẽ phụ thuộc vào cái cách bạn chọn sáp, cũng như là cách bạn chọn các sản phẩm restyling. Nó cũng chưa có quá nhiều lựa chọn dành cho các bạn có mái tóc mỏng. Có thể kể đến rất là nổi tiếng như là Hanoi Quick San thôi. Ngoài ra, đối với những bạn nào mà không làm sáp hoặc là không tìm hiểu quá nhiều về sáp giống như mình ấy, thì cái việc để tìm ra một sản phẩm dành cho tóc mỏng rất là khó. Thì đây cũng sẽ là một trong những lựa chọn của các bạn trong thời gian sắp tới. Và đó là Fika, một sản phẩm sáp vuốt tóc của anh Huy Quốc. Và nếu mà lần đầu các bạn đến với Tính Shop, hãy nhận lại một like, subscribe. Bên cạnh đó hãy nút chuông để theo dõi những video mới nhất. Và ngoài ra, nếu bạn cần mình review hoặc tìm hiểu bất kể sản phẩm gì, hoặc cần mình phân biệt bất kể sản phẩm gì cho các bạn, thì hãy để dưới phần comment cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.